Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của Stephen News, kênh tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới, nóng và rất hữu ích được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Người phụ nữ đi xe máy đứng tim khi ô tô tứ quý bảy bất ngờ dừng lại rồi đi lùi về phía mình. Khoảnh khắc hú vía đối với người phụ nữ và hồi hộp đối với người xem được camera nên trước cửa nhà dân ghi lại. Theo đó, chiếc ô tô mang biển số tứ quý 7 di chuyển lên dốc trước, sau đó người phụ nữ điều khiển xe máy chạy lên sau. Tuy nhiên, đang đứng trên con dốc thì chiếc ô tô bất thình lình dừng lại, sau đó tài xế lùi nhanh mà trong khi người phụ nữ đã dừng lại theo và đang ở ngay phía sau. Tài xế ô tô cứ sấn tới, cứ như mình là người vô hình nên chị gái phải tự cứu lấy bản thân. Tuy nhiên cũng không tránh được ngay, bởi chị né đến đâu là chiếc ô tô lại đâm tới đó. Phải đến khi người phụ nữ chạy xe ra giữa đường, ô tô lùi vào lề thì mới dứt ra được nhau. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến thú vị như Người ta đã không thích mà cứ tìm tướp dây vào. Đi lùi ngay trên dốc đã thế còn không nhìn kỹ phía sau. Nhìn cách chị gái hoảng loạn tránh đi mà tôi vừa thương vừa buồn cười. Bắt đối tượng truy nã về tội tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép Ngày 6 tháng 1, thông tin từ công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa bắt giữ Đặng Văn Ngọ, sinh năm 1990, trú Hưng Yên. Đối tượng đang bị truy nã về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Trước đó, vào tháng 8 năm 2022, Đặng Văn Ngọ cùng các đối tượng có hành vi tổ chức xuất cảnh, nhập cảnh trái phép cho nhiều người nước ngoài qua khu vực biên giới thuộc xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện và khởi tố bị can, Ngọ đã bỏ trốn. Ngày 26 tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Văn Ngọ về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Sau một thời gian truy tìm, tháng 1 năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Cao Bằng đã phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Văn Ngọ khi đang lẫn trốn tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an xử lý theo quy định. tài xế tông người phụ nữ ở hầm chung cư rồi bỏ chạy. Sự việc được camera hầm một chung cư trên đường Thích Quảng Đức, thành phố Thủ Dầu Một vào khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 1. Trong khi người phụ nữ đang đi bộ vào hầm để xe, đã bị ô tô màu trắng do người đàn ông cầm lái tông vào. Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại mà nhấn ga bỏ chạy khỏi chung cư. Mặc dù nhân viên bảo vệ và nhiều cư dân đã cố gắng ngăn cản, nạn nhân được đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Theo cơ quan chức năng, tài xế gây tai nạn là cư dân của tòa chung cư này. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã trích xuất camera làm việc với một số nhân chứng để điều tra sự việc. Đối tượng từng có 3 tiền án đi trộm cắp, bị tóm sau 9 giờ gây án. Khoảng 9 giờ ngày 6 tháng 1, Công an Phường Hòa Minh, quận Liên Triều tiếp nhận tin báo của ông Võ Đường Lâm, 33 tuổi, chú Phường Hòa Minh, về việc đêm ngày 5 tháng 1 dạng sáng ngày 6 tháng 1. Kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông trộm cắp nhiều tài sản, gồm hai máy tính sách tay, một máy tính bảng, một điện thoại di động và khoảng 3 triệu đồng, tổng giá trị thiệt hại khoảng 112 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng truy xét theo dấu vết nóng. Đến 18 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn tại một phòng trọ trên đường Trường Trinh, thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ là Đặng Minh Phụ, 37 tuổi, chú Quảng Nam, nên đã nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Đặng Minh Phụng bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phụng khai, sau khi mãn hạn tù về lại địa phương, do không có công ăn việc làm nên để có tiền tiêu xài, Phụng nghĩ đến việc trộm cắp tài sản. Đêm ngày mùng 5 tháng 1, Phụng đi bộ từ phòng trọ ở đường Trường Trinh đến khu dân cư Phước Lý, thuộc phường Hòa Minh tìm nhà có sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. Phụng phát hiện căn nhà trên đường Phước Lý 12 không đóng cửa ô thông gió nên tìm cách đột nhập mà không bị phát hiện. Phụng đi qua đường Phước Lý 11, băng qua một lô đất trống và bức tường rào để tiếp cận từ phía sau căn nhà trên do vướng quần dài nên phụng cởi quần ra để bên ngoài rồi leo qua ô thông gió vào nhà phụng lục lọi tìm kiếm và lấy số tài sản kể trên sau đó mở cửa đi ra ngoài mặc quần vào rồi tẩu thoát khỏi hiện trường tài sản trộm được phụng mang về phòng trọ để cất giữ chờ cơ hội mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ bản thân phụng có 3 tiền án trong đó hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy với tổng thời gian chấp hành án phạt tù là 9 năm 6 tháng. Mỗi phút người Việt mua 4,8 xe máy mới. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng lượng hàng bán trong năm 2023 đạt 2.516.212 xe, giảm 16,21% so với năm ngoái là 3.003.157 chiếc. Tính trung bình mỗi phút, người Việt mua 4,8 xe máy mới trong năm 2023 so với năm 2022, người Việt mua nhiều hơn với 5,8 xe mỗi phút. Tính riêng từng quý, quý cuối năm 2023 có mức tăng trưởng cao nhất với 681.963 chiếc, trong khi quý 2 bán ít xe máy mới nhất chỉ 588.926 chiếc, xếp lần lượt thứ hai và thứ ba tương ứng với quý 1, 634.688 xe và quý 3 là 610.635 xe. Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM gồm 5 thành viên, gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM. Trong đó, chỉ Honda là công bố chi tiết doanh số từng tháng. Ngoài 5 thành viên VAMM, thị trường xe máy Việt còn nhiều hãng khác như VinFast, Kimco, BMW, Motorrad, Ducati, Trium, Kawasaki, Royal Enfield, Harley-Davidson, KTM, Yada. Doanh số bán hàng cộng dồn chính là tổng lượng bán ra của cả năm thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu. Khởi tố nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo vì thông thầu mua sắm thiết bị trường học. Hôm nay ngày 7 tháng 1, thông tin từ công an tỉnh Đắk Nông cho biết Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Quỳnh, sinh năm 1972, trú thành phố Hà Nội, và Đặng Bá Hiệp, sinh năm 1967, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đắc Rờ Lấp, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Văn Quỳnh và Đặng Bá Hiệp đã có các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Việc làm của Quỳnh và Hiệp đã vi phạm các nguyên tắc đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gian lận trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị giáo dục. Vụ việc nói trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 800 triệu đồng. Hiện công an tỉnh Đắk Nông đã mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Cận cảnh vết nứt bất thường trên ngọn đồi ở Quảng Nam các cơ quan chức năng của Quảng Nam vào cuộc khảo sát tìm nguyên nhân sau vụ xuất hiện thêm vết nứt bất thường kéo dài trên một quả đồi và đang có dấu hiệu nới rộng thêm, tiềm ẩn nguy cơ sụp lún sạt lở đất. Vết nứt bất thường xuất hiện hồi giữa tháng 12 năm 2023 trên ngọn đồi ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam và đang có dấu hiệu nới rộng ra. Theo ghi nhận, tính đến ngày 6 tháng 1, vết nứt có tổng chiều dài khoảng 100m, phần lộ trên mặt bằng trạm khí tượng Trà My khoảng 50m chiều rộng vết nứt khoảng 20cm, sâu khoảng 2m. Hiện vết nứt đang gây nguy cơ sụp lúng sạt lở đất, ảnh hưởng đến sự an toàn của công trình kè sông Trường và cơ sở hạ tầng trạm khí tượng Trà My. Trước nguy cơ ngọn đồi sẽ đổ sập lớp một phần kè sông Trường đang được thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư đã đề nghị đơn vị tư vấn khảo sát bổ sung để đề xuất giải pháp khắc phục. Dâm phụ giết chồng bằng ba nhát cút 19 năm trước bắt đầu từ tình yêu, Nguyễn Đức Hiếu và Nguyễn Thị Hồng Linh trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai, tự nguyện gắn kết cuộc đời với nhau. Tuy hai vợ chồng làm nghề nông, nhưng Hiếu vốn là người hiền lành, siêng năng và chịu khó, nên sau nhiều năm, họ đã xây được ngôi nhà khang trang và mua được hơn một hecta rẫy trồng cà phê. Cuộc sống vợ chồng có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu như không có những lời dị nghị của xóm làng về việc Linh ngoại tình. Và do buồn chán nên Hiếu ngày càng hay nhậu nhẹt, say xỉn. Những trận cãi vã xung quanh vấn đề đời sống vợ chồng ngày một nhiều hơn. Linh sinh đứa con đầu lòng là Nguyễn Đức Trung, sau đó sinh thêm bé gái Nguyễn Ngọc Kiều My. Do nghi ngờ cả hai đứa con không phải là giọt máu của mình nên Hiếu và vợ thường xuyên mâu thuẫn. Khoảng 21 giờ hôm đó, Hiếu đi uống rượu. Khi về nhà, Hiếu và Linh lại tiếp tục tranh cãi về tiền bạc và nương rẫy. Sau đó Hiếu đi tắm nhưng vẫn tiếp tục chửi Linh mày là đồ theo trai, làm đơn đi, ly dị đi. Linh nói, nếu anh muốn thì để sáng làm, giờ tôi đi ngủ. Đang mặc đồ ướt chưa kịp thay, từ trong nhà tắm, Hiếu nhảy ra định đánh Linh, thì Linh cầm ngang cán cuốc làm cỏ của gia đình để gần đó, cản không cho Hiếu xông vào đánh. Trong lúc giàn co, do nền nhà trơn nên Hiếu loạn choạng rồi ngã bổ ngửa. Càng cay cú hơn, Hiếu vừa chồm dậy vừa nói, Tao đứng dậy được thì mày chết với tao. Nghe vậy Linh hoảng sợ nên đã dùng cuốc bổ ba nhát trúng vào phía sau đầu gối hai chân của Hiếu gây thương tích. Hiếu đau đớn kêu con trai gọi người cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên Hiếu đã tử vong. Tại tòa, khi luật sư đưa ra phiếu kết quả xét nghiệm ADN chứng minh Nguyễn Đức Hiếu không phải là cha đẻ của hai đứa trẻ, thì người đàn bà này mới cúi đầu lặng thinh. Kết thúc phiên tòa, kẻ giết người đã phải nhận bản án 20 năm tù. Ngọc Trinh tạm giam 3 tháng ở đâu sau khi bị bắt? Chiều tối ngày 6 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê Trà Vinh về tội gây rối trật tự công cộng. Liên quan vụ Ngọc Trinh bị bắt tạm giam Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Theo nguồn tin, hiện hai bị can vẫn đang bị tạm giam tại cơ sở tạm giam của công an thành phố Hồ Chí Minh ở huyện Củ Chi. Trước đó, ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, Trần Xuân Đông, người dạy Ngọc Trinh lái mô tô về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Theo diễn biến vụ án, người mẫu chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm phản cảm như nằm quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy. Lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Xét thấy hành vi trên gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhân Phú B đã có văn bản đề nghị công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật. Cảnh sát có mặt tại nhiều tuyến đường ở Long An phối hợp vây bắt nghi phạm giết người cướp tài sản. Sáng ngày 7 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh Long An, Công an huyện biên giới Đức Huệ, Thanh Hóa đang chốt chặn nhiều tuyến giao thông nối liền từ huyện Đức Hòa đi vào khu vực biên giới huyện Đức Huệ, Thanh Hóa để truy bắt nghi phạm gây ra án mạng nghiêm trọng tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường biên, bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra, chốt chặn đường mòn, lối mở để hỗ trợ vây bắt. Theo thông tin ban đầu từ công an, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, thanh niên ở độ 35 tuổi, nước da ngâm đen, đi bộ một mình trên tuyến giao thông, sau đó ghé vào quán cà phê tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh uống nước. Lợi dụng lúc vắng khách, đối tượng đã sử dụng hung khí sát hại chị Ngô Thị Huyền Phương, 32 tuổi, nhân viên của quán. Sau đó lấy một số tài sản cùng xe máy hiệu SH Mod màu sơn đỏ, trốn chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Phát hiện án mạng, công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc, đồng thời thông tin cho công an tỉnh Long An phối hợp chốt chặn bắt giữ nghi phạm. Một số người cho biết chiều ngày 6 tháng 1, phát hiện thanh niên nghi vấn có mặt tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, mua nước uống rồi tiếp tục chạy xe đi. Công an huyện Đức Hòa đã thông báo và đề nghị chủ nhà trọ, nhà nghỉ, quán ăn uống giải khác nếu phát hiện đối tượng nghi vấn báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Sáng ngày 7 tháng 1, trên nhiều tuyến đường giao thông tại Long An, cảnh sát cơ động tỉnh đã xuất hiện để làm nhiệm vụ. Yêu cầu khẩn trương thanh tra, hậu kiểm phân nhóm trang thiết bị y tế. Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc kiểm tra, ra sát thủ tục công bố trang thiết bị y tế chấn chỉnh kịp thời và xử lý vi phạm nếu có. Theo Bộ Y tế, vừa qua, Bộ nhận được một số thông tin liên quan đến việc cơ sở sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế hạ thấp mức độ rủi ro của trang thiết bị y tế để phân loại sản phẩm là trang thiết bị y tế loại A hoặc B và thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc B không đúng quy định tại Sở Y tế. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế khẩn trương ban hành văn bản đề nghị cơ sở sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế trên địa bàn thực hiện giả soát lại các hồ sơ công bố trang thiết bị y tế trên hệ thống dmec.mo.gov.vn theo đúng quy định. Trong đó lưu ý giả soát kết quả phân loại trang thiết bị y tế, bảo đảm theo đúng quy định về phân loại trang thiết bị y tế. Kiểm tra về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ, tài liệu đã nộp trong hồ sơ và bảo đảm các giấy tờ, tài liệu của hồ sơ luôn còn hiệu lực trong suốt quá trình thực hiện. Đồng thời chịu trách nhiệm lưu giữ các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đã nộp theo quy định khẩn trương tổ chức thanh kiểm tra hậu kiểm việc thực hiện đối với thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại a b và thực hiện thu hồi số công bố theo quy định bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo bộ y tế kết quả giả soát kiểm tra đối với các trường hợp thực hiện thủ tục công bố trang thiết bị y tế tại sở y tế không đúng quy định Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.